Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình trả lời câu hỏi. Chương trình này như là chương trình random với các bạn, dành cho những người nào trả lời đúng và may mắn các bạn. Thì nó có chương trình này, nó có 5.000 tốc càng ray nè. Nó sẽ cho 5 người, 50, phân phối cho 50 người trả lời may mắn nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click dưới phần link mô tả của mình, các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Các bạn join vào kênh Telegram group và kênh Chaler nha các bạn. Tiếp tục các bạn copy hashtag là dot nè. Các bạn follow Twitter và tăng 3 người bạn, bạn nghi quyết tweet lên các bạn. Tiếp tục thì các bạn xuống đây, các bạn duyệt điền thông tin các bạn. Đây thì dự án này là từ một cái trang dot market cap nha các bạn. Rồi email anh Nhân Quỳnh 1991@gmail.com. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram các bạn đã từng join vào nha các bạn. Cái này thì dễ rồi. Tiếp tục thì username Twitter. Còn memo của anh này các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với RC20 trên giấy chocolate nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ giấy chocolate cho mình ra nè các bạn. Biết đâu mình là người may mắn mình nhận được 100 token trị giá khoảng 100 đô nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn copy địa chỉ NH các bạn. Token Ray này chạy trên nền tảng Ethereum ETH các bạn. EC20 thì các bạn quét địa chỉ vào đây nè các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm tiếp các bạn. Tiếp tục thì qua câu hỏi đáp án thì mình có chuẩn bị cho tất cả các bạn hết trơn nha các bạn. Để mình rà soát lại các bạn. Chết, phao phao các bạn chờ chút xíu các bạn. Câu số 1 Ray Chen Chen. Câu này chạy tặng Ethereum. Phan các bạn. Chưa các bạn chạy chút xíu các bạn. Câu hỏi thì tốc cần Ray này chạy trên tảng nào thì mạng Ethereum thì mình câu này quá dễ các bạn. Tiếp tục câu số 2 thì các bạn trả lời giúp mình là Phan các bạn. Trời ơi tại câu hỏi lúc. À các bạn ơi. Các bạn chọn câu add up the book các bạn. Câu số 2 thì các bạn chọn ủa đâu ta. Rồi, câu số 1 các bạn up the ebook nha bạn. Câu số 2 thì cũng vậy luôn các bạn. Tiếp tục thì câu số 3 thì Liwi Minin. Câu B nha bạn. Thì các bạn gửi theo đây các bạn làm nha bạn. Câu số 5 up the ebook. Ta. Phan các bạn ơi. Câu số 4 là con viên tin bắt. Câu số 4 Black Dragon. Rồi tiếp tục câu 4 là câu C nha các bạn. Câu số 5 Ray nó bao nhiêu là ta Adderbook. Rồi các bạn chọn Adderbook nha các bạn. Thì đáp án của đây phần link mô tả các bạn dựa theo mà các bạn làm nha các bạn. What is the. Thì các bạn chọn vào câu B nha bạn, A, B, C, câu C chứ. Cái này bao nhiêu phần trăm thì các bạn chọn 40% giúp mình nha bạn. Câu số 7. Câu số 8 là war. Thì các bạn chọn add ebook nha bạn. Câu số 9 là what's the ray nó 1-1 nha bạn. What's all. Thì các bạn câu này câu số này thì các bạn chọn add the book các bạn có đoán mình dựa các bạn dựa theo mà các bạn làm nha các bạn. Ray network connect thì các bạn chọn add up the book tiếp tục nha các bạn. The my in ray các bạn chọn câu the book xong tới spin valley. Và phần into để bạn đầu tiêu tương tự. Câu 12 thì các bạn chọn add up the ebook nha bạn. Câu số 13 thì ray exchange. Ray one exchange nha bạn. Câu số 14 là token nè các bạn. Này gì token ta. Rồi tôi cần ít to cần để mình qua mình kiểm tra lại các bạn. Các bạn chọn rồi tôi cần nha các bạn.
Tiếp tục thì câu số này các bạn cho add up the book nữa nè. Câu số 15 thì sẽ vali. Vali, khoan. Rồi các bạn chọn câu C nha các bạn. In Ray Network thì chọn câu C. Tiếp tục thì câu 17. Câu 17 thì các bạn chọn Ali Quick Support Smart Contract nha các bạn. Câu số 18 thì các bạn chọn Nabot nha các bạn. Câu số 19 các bạn chọn 80%. Câu số 20 các bạn chọn Meet Up Free nha các bạn. Rồi bạn chị bấm gỡ. Quá trời lần mò mấy câu hỏi này mệt cho mình. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án quay random nhận 100 token ray. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.